Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn tìm hiểu truyện cổ tích Việt Nam, đó là truyện của Thiên Trả Địa. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Ngày xưa, có hai anh chàng Thiên và Địa, họ cùng một coi cha mẹ, nhà nghèo, làm nghề cày thuê khúc mướn cùng một làng. Nhưng Thiên sáng dạ hơn Địa, bảo gì hiểu nấy. Một hôm, Địa bảo Thiên: "Nếu chúng ta cùng làm thuê mãi thì không biết bao giờ mới cất đầu lên được. Sẵn anh là người thông minh, vậy từ nay anh cố gắng học hành đừng đi làm nữa. Tôi sẽ ráng sức làm thêm để lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh làm nên, hai ta cùng hưởng phú quý." Thiên nhận lời nhưng Địa còn dặn: "Lúc nào hiển đạt anh đừng có quên tôi đấy nhé." Rồi từ đó, Địa đêm ngày làm thuê để nuôi bạn. Thấy Thiên học mỗi ngày một tiếng, anh lại càng hăng say làm việc không quản mệt nhọc. Sau 10 năm miệt mài đèn sách, Thiên đậu khoa thi hương, rồi đậu luôn trạng nguyên. Thiên được nhà vua bổ làm quan to, có kẻ hầu người hạ, có dinh thự uy nga, được mọi người trọng vọng. Được tin, Địa rất sung sướng, anh lập tức đem trâu và cài trả cho chủ, rồi bán nhà lấy một số tiền mua đồ lễ tìm vào dinh thự. Địa có ngờ đâu, khi đến nơi thì Thiên đã thay lòng đổi dạ, không muốn nhận bạn cũ nữa. Hắn dặn quân canh cấm cửa không cho Địa vào. Địa bị đuổi, tủi thân lủi thủi ra về. Đến bờ sông, Địa ngồi lại, nước mắt lơi rã chả. Nghĩ đến lòng người đen bạc, số phận hẩm hiu. Và bây giờ về làng cũng không có biết vào đâu nữa, vì nhà đã bán rồi. Càng nghĩ, Địa càng tủi cho phận mình. Cảm động, bụt hiện lên, giả làm người qua đường. Dừng lại hỏi: "Con làm sao mà khóc?" Địa kể đầu đuôi cho Bụt nghe. Bụt liền quá phép cho anh một chiếc đò và dặn: "Con cứ ở đây chở khách qua lại trên sông này cũng đủ ăn, không phải đi làm thuê nữa." Địa nghe lời, ở lại đó làm nghề đưa đò. Nhưng anh chỉ kiếm tiền vừa đủ nuôi thân, không dư được đồng nào. Giờ chẳng biết lấy gì làm đám giỗ cha. Đến ngày giỗ cha, buổi chiều, sau khi chở mấy người khách sang bờ bên kia, Địa vừa chèo về đến nửa sông là nghe có tiếng còi đò. Anh quay lại, khách là một người con gái rất đẹp. Thấy đã nhá nhem tối, nàng nói với Địa: "Trời đã tối mà đường còn xa, anh làm ơn cho tôi nghỉ nhờ một đêm." Nhà Địa là một túp lều nhỏ bên sông. Trong nhà chỉ có một cái chõng chỏng, nhưng anh cũng nhường cho cô gái ấy nằm. Thấy Địa kiếm được một nơi ngủ, nàng bỗng hỏi: "Anh đã có vợ chưa?" "Chưa," Địa trả lời. "Tôi xin làm vợ anh." Địa rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ, không biết trả lời thế nào. Nàng lại nói: "Tôi là người trên cung tiên. Trời thấy anh là người tử tế mà chịu khổ sở đã nhiều, nên cho tôi xuống giúp anh được sung sướng." Nói rồi, nàng quả phép biến túp lều bên bờ sông thành một dinh cơ rất đẹp và có ngôi nhà, nhà ngói, hành lang, sân gạch, trong nhà đồ dùng, thức ăn đầy đủ, có kẻ hầu người hạ. Địa vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Nàng tiên lại quả phép làm ra cổ bàn linh đình để cho chàng làm giỗ cúng cha. Sáng hôm sau, nàng bảo Địa
mặc đồ gẫm vóc vào, ngồi kiệu đến mời Thiên sang nhà mình ăn giỗ. Lần này Địa được Thiên tiếp đãi có phần tử tế, nhưng khi nghe nói mời đến ăn giỗ, hắn bĩu môi bảo Địa: "Chú muốn ta tới chơi thì hãy trải chiếu qua từ đây tới nhà, ta sẽ đến." Địa về kể lại cho vợ nghe, nàng lại quá phép thành chiếu hoa trải một đoạn đường dài từ nhà mình đến dinh Thiên ở. Thiên không ngờ trong thời gian vừa qua Địa lại trở nên giàu có, nên muốn đến xem cho biết sự tình. Đến nơi, hắn lấy làm lạ khi thấy nhà cửa và mọi thứ đồ đạc của nhà Địa toàn là đồ quý, ít có nhà nào bì kịp. Vào đám, vợ Địa thân hành ra mời rượu. Thấy nàng đẹp quá, Thiên đâm ra ganh tị với hạnh phúc của Địa. Rượu say, hắn nói: "Chú đợi vợ chú cùng cơ nghiệp này cho tôi sẽ nhường chức quan cùng dinh cơ của tôi cho chú." Địa không chịu, nhưng vợ Địa đã bằng lòng, khuyên Địa cứ yên tâm và hai bên cùng làm tờ giao ước. Địa lên võng về dinh, còn Thiên say rượu, nằm ngủ một giấc ly bì. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hắn ngơ ngác thấy mình nằm ở giữa một túp lều bên sông. Người vợ đẹp cùng dinh cơ của hắn ngày hôm qua đã biến đâu mất cả. Từ đó, hắn làm nghề chống đòa thay Địa. Còn Địa trở nên thông minh, khôn ngoan, làm quan sung sướng mãi. Ngày nay, câu nói của Thiên trả Địa là do tích trên mà có. Mình vừa cùng các bạn vừa tìm hiểu truyện cổ tích Việt Nam, đó là truyện của Thiên trả Địa. Các bạn thưởng thức thấy hay hấp dẫn, hãy đăng ký và like ủng hộ kênh mình. Chúc tất cả các bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nhé. Xin chào tạm biệt nhé.